Xanh nó có hơi nhạt một chút. Nhạt phải không? Đó là vì tôi pha loãng một chút. Phải thường xuyên uống trà loãng như này mới tốt. À, trước đây tôi cũng hay pha trà và uống ở nhà. Nhưng khi tôi pha thì tôi cho rất nhiều chè để uống cho đậm. Nhưng cái này cực kỳ nhạt đúng không? Không có vị gì đúng không? Vâng, vì có chứa thành phần caffeine. Nếu uống trà đậm quá, sẽ gây mất ngủ và có thể gây căng thẳng. Vì thế chỉ nên uống trà pha loãng mọi người cũng biết là uống trà lần hai sẽ ngon hơn chứ ạ chính tay tôi đã sao và pha lên để uống cùng chú chủ trang trại quả thật rất ngon và thư giãn đầu óc vườn nghiên cứu của chúng tôi trồng trên độ cao tầm này và sau đó cung cấp cho các hộ nông trang cái đó chính là vai trò của chúng tôi đảm nhận mình cung cấp cái này cho các hộ nông trang rồi, nhưng mà cháu thấy bên kia mấy cô đang làm gì đó ạ? Cháu tò mò quá. Mấy cô đang làm gì? Chúng ta thử ra đó xem được không ạ? Quá trình đang làm như thế thì là quá trình như thế nào ạ? Thì quá trình như thế này thì là quá trình mà chúng tôi bắt đầu nuôi dưỡng. Là quá trình mà chúng tôi cắt cành và trồng xuống để bắt đầu nuôi ra rễ cho tăng trưởng đại trà, quá trình này tất cả đều được trồng dưới nhà lưới. Tăng trưởng đại trà. À, nãy cháu đi vào đây, có qua bãi chè rộng lớn, nó trông rất là đẹp ạ. Không lẽ là nó cũng được đem ra từ đây trồng chứ ạ? Nếu mà giai đoạn này tăng trưởng mạnh thì tầm 2 năm là có thể thu hoạch và sản xuất được sản phẩm. Từ sau cái khoảng thời gian đó thì tầm khoảng 6 năm tăng trưởng mạnh thì chúng ta không phải lo lắng gì cả. Cái này cháu cũng thử làm được chứ ạ? Ok, hãy làm thử đi. Vâng, không khó chứ ạ? Cô ơi, cô dạy cháu với ạ. À? Mình dùng cây khều khều như thế này rồi trồng xuống. Mình cầm rồi, rồi cháu làm như này, cắm ạ. À? Ừ, cháu cầm thế này nhé. Nhờ cô chỉ cho tận tình mà tôi cũng trồng rất chăm chỉ nhé. Wow. Cháu trồng một chút mà trời nóng quá, tay cũng không quen nữa. Nếu mà mình trồng như này khoảng 3 tháng thì sau đó tầm độ như nào thì mình cung cấp được cho bên nông trại ạ? À? Ở đây mình trồng được tầm 3 tháng thì sau chuyển cho bên nông trang thì tầm 1 đến 2 năm là ổn. Như cái này thì từ lúc 3 tháng đến độ 1 năm rưỡi đến 2 năm, 5 rưỡi đến 2 năm chưa ạ? À? Tầm độ này thì bên nông trang họ sẽ cho thu hoạch và xuất đi. Vâng, vậy thì mình để làm ra được trà xanh mang tính vượt trội và phong phú, thì cần độ tầm nào thì được ạ? Với độ như thế này thì bên nông trang sẽ bồi dưỡng cho phát triển tầm độ tiêu chuẩn khoảng 6 năm là tốt nhất. Bây giờ trồng ở đây 3 tháng nếu mà phát triển tốt rồi cung cấp cho nông trang đến độ bao nhiêu năm thì sẽ không còn tác dụng thu hoạch nữa ạ? Đối với toàn bộ các cây phát triển mạnh thì khoảng độ 50 đến cả 100 năm. Wow, đến độ 50 100 năm cơ ạ? Trồng một lần trong 50 năm, 100 năm, nếu mà chăm sóc được tốt thì vẫn có thể thu hoạch trà để uống đúng không ạ? Nếu vậy thì qua 50, 100 năm thì hết chu kỳ của nó, vậy thì phải làm như thế nào ạ? À, thì cái đó nếu vậy thì chúng ta sẽ làm mới và trồng lại. Những cây cũ rồi và cũng là phương pháp cũ, vậy nên chúng ta sẽ lại cải tiến thay thế bằng những loại cây mới và trồng lại chúng. <laughs> Remove ạ? à? À, những cây lâu năm rồi, bất kể là cái gì thì nó cũng sẽ yếu đi. Chính vì thế mà chúng ta thay thế bằng những cây mới mang giá trị hơn. Vì vậy nên tất cả những cây cũ rồi, toàn bộ sẽ thay thế. À. Vậy thì để trồng lại những cây mới hơn, phải dày công nghiên cứu rồi chứ ạ? Đúng vậy. Bây giờ tương tự với Goseong thì chúng tôi cũng đã có tỷ lệ tốt trên 90%. Điểm khác nhau giữa chủng loại cho ra sản phẩm và chủng loại truyền thống thì đó là cái gì ạ? Chủng loại truyền thống thì các cá thể của cây chè, tất cả các đặc tính đó sẽ khác nhau. Bởi vì tất cả cá thể đều khác nhau nên khó mà thực nghiệm được trong một thời kỳ. Thế cũng có nghĩa là máy móc thì khó có thể làm được. Ngày đó thì tôi đã điều chỉnh chè thành một chủng loại duy nhất cho ra sản phẩm và dùng máy móc thì chỉ trong một tuần là có thể làm. Chính vì thế mà có thể tạo thành trà và giảm được sự kiên nhẫn tăng lên số lượng rất nhiều và cũng làm tăng lên sự trù phú của nông trang. Lúc nãy thì cháu cũng có nhìn thấy và còn đi vào luống chè nữa. Nó cũng giống như thế này. Kể cả trên những cành cây một hai chồi nhú ra Chính là muốn nói đến cái đó. Đúng như cháu nói, trường hợp giống với trà bô xê ông vì đã được điều chỉnh nguyên liệu tạo thành giống lai tốt nhất. Mọi người mỗi người hái bằng tay khi đó thì sẽ phải vất vả hơn rất nhiều. Vậy thì chè truyền thống và chủng loại cho ra sản phẩm thì sao không có điểm khác biệt ạ? Ví dụ như vị đi ạ. Đương nhiên vị thì cũng có vị khác rồi. Chủng truyền thống và chủng sản phẩm thì điểm khác biệt nhất chính là số lượng. Với chủng loại sản phẩm thì có thể nhận được về mặt số lượng dù là một, hai cây thôi, cũng có thể làm tăng số lượng hơn nữa. Lại thuộc dạng tái đâm trời rất nhanh hơn bất cứ thứ gì. Tại sao trà truyền thống lại bán chạy như vậy ạ? À? Từ năm 2010, trong nghiên cứu trà, chúng tôi đã có ý định là nơi cung cấp trà với số lượng lớn. Chính vì vậy, để tránh cho việc bị hết trà, chúng tôi trong năm đã cung cấp những 30.000 lần. Từ năm sau, tôi hy vọng sẽ cung cấp được số lượng lớn. Vừa cháu hái chè thật sự là rất nóng. Và nói bác vất vả quá rồi, nhưng giờ cháu có thể hiểu được chút về sự trồng chè và khá phù hợp với cháu.